Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay cô Diệu Thảo và Minh Châu sẽ cùng với quý vị thực hiện một món ăn rất là ngon, đó là món bánh tôm. Mà quý vị có biết không, món này á thì nhìn sơ qua có vẻ rất là ngán bởi vì được chiên qua rất là nhiều dầu mỡ, nhưng mà Minh Châu lại không ngán chút nào hết mà lại rất là khoái khẩu nữa. Bây giờ Minh Châu sẽ nhờ cô Diệu Thảo giải thích cho quý vị tại sao lại như vậy nha. Chắc chắn là Minh Châu và quý vị khán giả cũng đã biết về món bánh tôm này. Đây là một món ăn tuy là chiên trong nhiều dầu mỡ nhưng ăn không ngán, là vì chúng ta có ăn chung với rau sống, nước mắm, và lại trong nước mắm lại có đồ chua nữa. Cô ơi, mới nhắc mà đã thèm rồi. Mình tưởng tượng ha, cô lấy miếng bánh tôm nè, gói vô rau sống này nha, đồ chua nữa, mình cuốn này, mình chấm vô nước mắm, mình cắn một cái giòn rụm. Nghe thì đã thèm rồi, còn chần chờ gì nữa. Bây giờ chúng ta bắt tay vào chuẩn bị nguyên vật liệu ngay. Dạ. Để thực hiện món bánh tôm thì chúng ta cần chuẩn bị các loại nguyên liệu, đó là 200g bột mì, khoảng 1 muỗng canh bột gạo, 1 ít bột nghệ, bột nổi, có thể thay thế bằng một cái trứng gà, 200g tôm đất, 1 ít hành lá, khoai lang vàng. Ngoài ra chúng ta sẽ cần chuẩn bị thêm su hào, cà rốt, đu đủ xanh, ớt sừng, nước vôi trong và các loại gia vị thông thường. Các bạn cũng cần chuẩn bị thêm hạt nêm Aji ngon, giấm gạo Lisa và bột ngọt Ajinomoto. Bây giờ tất cả nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi đó Minh Châu, thấy không? Mình sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên, đó là giai đoạn chúng ta sẽ trộn bột. Chúng ta sử dụng 200g bột mì. Bột mì, dạ. Pha vô với lại khoảng 1 muỗng canh bột gạo, 1/3 muỗng cà phê bột nghệ và 1 ít bột nổi. Bây giờ Minh Châu sẽ hòa chung với lại nước cái phần này. Dạ. Nước chúng ta cho vào là khoảng 1 chén nước, tương đương với khoảng 250ml. Cô ơi, mình cho nước lạnh, nước nguội hay là mình cho nước ấm vậy cô? Chúng ta cần phải cho nước ấm ấm vào để cho bột dễ tan và sẽ mau nở hơn. Sau đó chúng ta sẽ nêm vào khoảng 1/3 muỗng cà phê muối. Dạ. Nửa muỗng bột ngọt Ajinomoto. Dạ. Rồi chúng ta trộn đều lên. Rồi xong rồi chúng ta sẽ trộn hành lá vào chung. Dạ. Cho nó có màu sắc đẹp. Ừ. Và một ít dầu ăn để cho cái bánh của mình nó cũng bóng lên phải không cô? Ừ, rồi bây giờ Minh Châu sẽ khuấy đều lên. Dạ. Phần tôm đất thì chúng ta sẽ ướp gia vị vào khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Dạ. Trộn đều phần tôm này lên. Còn phần khoai lang thì Minh Châu cũng lưu ý là chúng ta sẽ chọn loại khoai lang vàng để làm món bánh tôm này. Ủa? Cô ơi, em thấy ở ngoài có rất là nhiều loại khoai nha. Mình có khoai lang trắng nè, khoai lang tím nè, có nhiều màu lắm. Sao mình lại dùng khoai lang vàng hả cô? Khoai lang vàng khi mà làm món bánh tôm thì sẽ làm cho món bánh tôm đẹp nhất, vì màu vàng khi chiên xong lên sẽ rất là nổi bật. Và đồng thời khoai lang vàng thì có độ ngọt. Và khi mà chúng ta sơ chế khoai lang thì quý vị khán giả lưu ý chúng ta cắt ra thành sợi như thế này và ngâm trong nước vôi trong. À, nước vôi trong có tác dụng gì vậy cô? Nước vôi trong có tác dụng làm cho những cái cọng khoai cứng, và khi chúng ta chiên xong món ăn này thì món bánh tôm sẽ rất là giòn và ngon. Dạ, Minh Châu đã nhớ rồi, quý vị khán giả cũng hãy nhớ điều này nha. Và chúng ta có thể ướp thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon vào khoai lang này và cũng trộn thật đều lên. Dạ. Rồi còn lại cái phần nguyên liệu lúc nãy là các loại củ gồm có su hào nè, cà rốt và đu đủ xanh, thì chúng ta sẽ bào mỏng ra tỉa hoa và ngâm trong nước giấm đường để mà chúng ta làm cái phần đồ chua, ăn kèm với lại nước mắm. Để pha nước mắm thì chúng ta sẽ dùng khoảng 5 muỗng canh nước đun sôi để nguội. Rồi sau đó chúng ta thêm vào 1 muỗng canh nước mắm, khoảng 2/3 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Và cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng canh giấm gạo Lisa nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị sang giai đoạn cuối cùng, đó là giai đoạn chúng ta sẽ chiên bánh tôm. Rồi chảo hơi nóng một chút, rồi chúng ta sẽ cho dầu vào. Dạ. Lượng dầu nhiều một chút vì bánh tôm cần phải chiên ngập dầu. Dạ. Chúng ta chờ cho dầu nóng thì chúng ta mới cho các khuôn bánh tôm vào. Và bây giờ Minh Châu chuẩn bị những cái khuôn bánh tôm. Khuôn bánh tôm nó tròn và dẹp như thế này. Dạ. Chúng ta sẽ cho vào trong chảo. Dạ. Để cho phần khuôn này được dính dầu. À, tức là mình phải cho khuôn vào trước chứ không phải mình bỏ bánh vô rồi mình mới cho vào trong chảo dầu hả cô? Đúng rồi, trước tiên chúng ta phải để cho cái khuôn nóng và cái khuôn nó dính một cái lớp dầu ở phía bên dưới đáy, sau đó chúng ta mới cho bột vào. Dạ, Minh Châu đã nhớ rồi. Khuôn nóng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho một ít bột vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là phần bột chúng ta cho vào trong khuôn này rất ít thôi, vì nếu nhiều quá thì bột bánh sẽ rất là dày và không ngon nữa.
Sau đó chúng ta sẽ cho một ít khoai vào và chúng ta sẽ xếp hai con tôm vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thả khuôn này vào trong chảo và quý vị nhớ lưu ý là dầu phải thật là nóng. Mình chiên đến khi nào thì được vậy cô? Chiên cho đến khi nào vàng những cái phần bột khoai thì chúng ta sẽ dùng đũa hoặc là dùng muỗng chúng ta tách nhẹ để cho bánh rời ra khỏi phần khuôn. Rồi đó, bây giờ bánh nó tróc ra khỏi khuôn nè, rất là dễ dàng. Dạ, chúng ta lại thả vào và chiên tiếp. Dạ. Cô ơi, chín rồi cô ơi. Rồi. Minh Châu thấy không, những cái cọng khoai đã vàng lên rất là đẹp rồi thì mình sẽ vớt ra và mình để cho ráo dầu. Còn khi mà ăn á thì chúng ta sẽ cắt đôi cái miếng bánh ra để có thể cuốn chung với lại rau sống và chấm với lại nước mắm. Cho bánh tôm vào chung với rau. Cuốn lại nè. Cô ơi em nhúng vào nước mắm nè. Nhúng ngập nước mắm luôn nha. Không biết cảm giác như thế nào. Cô ơi, em thấy á, khoai rất là giòn nè nha. Cái bột bánh á, thì cái vị của nó cũng rất là thơm thơm nữa. Mà đặc biệt cái tôm đất này nè, giống như cô nói đó, thì nó nhỏ nhỏ, nó vừa ăn mà nó rất là giòn ngon nữa. Quý vị hãy thường xuyên theo dõi chương trình và đặc biệt là hãy gửi ý kiến đóng góp của mình về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Chúng tôi rất mong nhận được những thư từ và ý kiến đóng góp của quý vị. Bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo sẽ nói lời chào tạm biệt với quý vị tại đây, nhưng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong rất nhiều những chương trình món ngon mỗi ngày tiếp theo.